Cà phê là một cây công nghiệp chủ lực của nước ta. Để cà phê cho sản lượng nhiều và chất lượng cao, đòi hỏi quá trình canh tác phải được chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng và phòng ngừa quản lý sâu bệnh hại tốt vào thời điểm thời tiết nóng ẩm, dễ phát sinh nhiều loại bệnh gây hại cho cây. Hôm nay, Hoàng Minh xin chia sẻ với bà con tổng hợp các loại bệnh hại phổ biến trên cây cà phê. Đầu tiên là bệnh rỉ sắt cà phê. Bệnh rỉ sắt cà phê do tác nhân nấm Hemelia vastatrix gây ra. Ban đầu vết bệnh có kích thước nhỏ khoảng 2-3mm, sau lớn dần 7-8mm. Bệnh biểu hiện rõ ở mặt dưới lá cà phê. Vết bệnh thường có hình tròn hoặc bầu dục khi mang nặng. Các vết bệnh liên kết với nhau tạo thành các vết cháy và lan rộng ra khiến lá rụng. Trên bề mặt vết bệnh phủ một lớp bột màu cam là bào tử nấm rỉ sắt Hemelia vastatrix. Tình trạng nghiêm trọng rỉ sắt lan rộng ra quả, cành cà phê làm trái teo tóp, cành bị cháy đen, khô rụi. Đặc điểm gây hại thì nước cần thiết cho sự nảy mầm và phát tán của bào tử nấm. Vào giai đoạn đầu mùa mưa, bệnh rỉ sắt hoạt động rất mạnh và lây lan nhanh. Cây cà phê trồng ở đất xấu, nghèo dinh dưỡng, đất quá chua, bệnh cũng có thể phát sinh nhiều. Cà phê dưới 3 năm tuổi, bệnh nhẹ hơn hoặc hầu như không có bị bệnh. Cây cà phê càng nhiều tuổi, khả năng nhiễm bệnh rỉ sắt càng cao. Để phòng trừ bệnh rỉ sắt gây hại, Hoàng Minh khuyến nghị bà con sử dụng sản phẩm Apollo tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp ergoterol, chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh. Nấm bệnh sẽ bị cô lập và ngừng phát triển do chúng không hình thành được tế bào mới. Bệnh gây hại tiếp theo trên cây cà phê là bệnh thánh thư. Bệnh thánh thư hay còn gọi là bệnh khô cành khô quả do nấm Coleoptrix oncophenum gây ra. Vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ màu nâu, hơi lõm xuống, thường xuất hiện trên cành, lá và quả. Sau, bệnh lan rộng liên kết thành những mảng nâu sẫm hoặc nâu đen, gây chết cành, quả khô đen, lá rụng. Bệnh gây biểu hiện trái chín sớm. Để phòng trừ bệnh, bà con không nên trồng cà phê quá dày, thường xuyên cắt tỉa những cành bị sâu bệnh. Cành nằm sâu trong tán lá không có khả năng cho trái. Tỉa bớt cây che bóng trong mùa mưa, cần bón phân đầy đủ và cân đối để quản lý triệt để bệnh. Hoàng Minh khuyến nghị sử dụng sản phẩm Sparta có tác dụng phản vệ hai chiều, phòng trị nấm tối ưu. Probiconazole diệt nấm nhanh chóng, Tebuconazole ức chế tăng trưởng nấm qua việc kìm hãm quá trình tổng hợp ergoterol, thành phần cần thiết cho sự hình thành của nấm. Thứ ba là bệnh nấm hồng, bệnh do chủng nấm có tên khoa học là Cotisium salmonicolor gây ra. Nấm thường phát triển thuận lợi trên cây cà phê ở những nơi ẩm ướt, ít được chiếu sáng như quả, cuống quả, vị trí tiếp giáp các quả trong chùm, mặt dưới cành, v.v. Ban đầu vết bệnh là những đốm nhỏ có kích thước từ 0.5-1mm, màu trắng, sau đó lan rộng, liên kết thành các mảng đen trên bề mặt. Phủ lớn màu hồng là bào tử của nấm Cotisium salmonicolor, bệnh phát triển mạnh gây chết khô cành, quả. Bệnh phát triển mạnh vào mùa mưa, khoảng tháng 6-7 khi độ ẩm không khí cao trên 85%. Để quản lý bệnh, bà con sử dụng thuốc có hoạt chất Hexaconazole, Valedamycin, v.v. Hoàng Minh khuyến nghị sử dụng sản phẩm Apollo là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh bằng cơ chế hấp thu nhanh, chuyển vị và lưu dẫn mạnh, nên kiểm soát nấm bệnh nhanh chóng, hiệu quả và kéo dài bằng cơ chế vừa phòng vừa trị bệnh. Tiếp theo là tuyến trùng cà phê. Tuyến trùng hại cà phê có tên khoa học là Meloidogyne spp và Brachylanthus spp là động vật không xương sống, có kích thước nhỏ hơn 1mm không quan sát được bằng mắt thường. Tuyến trùng thường xuất hiện ở những vườn cà phê tái canh. Chúng tấn công chích, hút trực tiếp ở rễ cây cà phê khiến cho rễ phình to thành các nốt u sần. Bộ rễ kém phát triển không thực hiện được nhiệm vụ hút chất dinh dưỡng nuôi cây, cây còi cọc, cành lá xuất hiện các biểu hiện thiếu dinh dưỡng. Tuyến trùng tạo thành các vết thương là điều kiện cho các loại nấm Fusarium rhizoctonia xâm nhập, gây hại cho cây, gây bệnh vàng lá, thối rễ ở cây cà phê. Để quản lý tuyến trùng, Hoàng Minh khuyến nghị sử dụng sản phẩm Titan Cup là thuốc gốc đồng hữu cơ, có tác dụng phổ rộng cơ chế tiếp xúc, nội hấp nhanh, ức chế nấm, khuẩn và tuyến trùng. Cuối cùng là bệnh nứt thân trên cây cà phê. Bệnh nứt thân cà phê còn được gọi là bệnh thối thân, nổ thân. Bệnh do nấm Fusarium spp gây hại xuất hiện trên mọi lứa tuổi của cây cà phê. Bệnh phát triển ở bất cứ vị trí nào trên cây cà phê, nhưng thường tập trung ở nửa thân đổ xuống phần gốc. Vết bệnh có màu nâu đen, thối nhũng, rất dễ bóc rời khỏi thân phần gỗ. Mạch gỗ bị khô, làm tắc
đường vận chuyển nước và dinh dưỡng trong cây. Cây cà phê bị bệnh, hối nước thân thường phát triển kém, phần lá của cây sẽ không còn tươi, khô héo, bệnh phát triển mạnh, cây rụng lá và chết từ ngọn. Thời điểm gây hại, bệnh gây hại nặng vào thời điểm mùa mưa, đây là giai đoạn thời tiết thuận lợi để nấm phát triển nhanh và mạnh. Hoàng Minh khuyến nghị sử dụng sản phẩm Sparta có tác dụng phản vệ hai chiều, phòng trị nấm tối ưu, diệt nấm nhanh chóng và ức chế tăng trưởng nấm qua việc kiềm hãm quá trình tổng hợp ergoterol. Đây là thành phần cần thiết cho sự hình thành của nấm. Cạo sạch phần bị nhiễm bệnh và trực tiếp xử lý vết bệnh. Trên đây là tổng hợp một số bệnh phổ biến trên cây cà phê. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ tư vấn, bà con hãy liên hệ Hoàng Minh qua hotline 0935 842 567. Hãy đăng ký kênh để theo dõi và trao đổi với Hoàng Minh về kỹ thuật canh tác cây trồng bạn nhé.